Như vậy là trận Derby United của vùng Đông Bắc nước Anh đã kết thúc với phần thắng 2-0 hoàn toàn xứng đáng dành cho Newcastle. Trong một cuộc chơi mà đội chủ nhà làm chủ tuyến giữa, bàn thắng đến với họ như một lẽ tất yếu, dù có chút muộn màng. Sự vắng mặt của cặp đôi Casemiro cùng với Christian Eriksen khiến cho bầy quỷ đỏ bỗng chốc trở về thời kỳ đồ đá, và thất bại này chẳng khác nào cái tát đau điếng vào mặt huấn luyện viên Erik Ten Hag. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục bình luận sau trận đấu của Random Football. Ngay trước giờ bóng lăn, điềm không lành đã đến với Man United khi tin tức bố nuôi của Alan Saint-Maximin bất ngờ đổ bệnh và buộc phải ngồi ngoài, trong khi Casemiro và Eriksen vẫn chưa thể tái xuất. Đó là lý do vì sao khán giả cảm thấy lo sợ cho Diogo Dalot bên hành lang cánh phải cũng như khu vực giữa sân. Bước vào trận đấu, quả thực là Newcastle chiếm thế chủ động với rất nhiều pha bóng hãm thành nguy hiểm. Nếu may mắn, đáng lẽ Man United cũng có thể mở tỷ số từ sớm, nhưng Newcastle xứng đáng ghi ít nhất là một bàn, mặc dù họ quá phung phí các cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, tình thế không có gì thay đổi sau giờ nghỉ giải lao bởi một đội hình thiếu cân bằng đã giết chết bầy quỷ đỏ. Cầm cự được đến phút 65, Âu cũng là kỳ tích đối với các vị khách và thủ thành David De Gea, trước khi Joe Willock đánh đầu cận thành phá vỡ thế cân bằng. Có được lợi thế khi trận đấu chỉ còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ, nhưng Newcastle vẫn không muốn dừng lại. Bằng chứng là họ luôn tổ chức tấn công mỗi khi có bóng, và cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến. Phút 88, đội chủ nhà ấn định kết quả 2-0 sau một pha đánh đầu cận thành khác. Lần này đến lượt Callum Wilson lập công. Đến đây thì trận đấu coi như kết thúc, và Man United đã trải qua những thời khắc vô cùng thất vọng trên sân St. James Park. Thất bại toàn diện từ kết quả cho tới màn trình diễn, đoàn quân của huấn luyện viên Erik Ten Hag giờ đã bị chính Newcastle vượt mặt trên bảng xếp hạng hiện thời. Và họ có lẽ đang rất lo lắng cho những ngày thi đấu kế tiếp với hai trận gặp Brentford và Everton chỉ trong vòng có 6 ngày ngắn ngủi. Có lẽ cuộc đua vào top 4 với Man United vẫn còn rất chông gai và không ai dám chắc điều gì ở một giai đoạn bóng đá cạnh tranh như thế này. Bây giờ là một vài phát biểu trên truyền thông. Chia sẻ với Sky Sports sau trận đấu, huấn luyện viên Erik Ten Hag cho rằng màn trình diễn của đội khách là không đủ tốt vì họ không tạo ra được điều gì. Ông cho hay: "Tôi ghét phải nói điều đó, nhưng hôm nay Newcastle chơi tốt hơn, đặc biệt là ở sự quyết tâm, đam mê và khát khao. Họ muốn giành chiến thắng nhiều hơn trong tuần này, vì vậy họ đã giành trọn 3 điểm. Man United có những cơ hội của mình, nhưng sau đó bạn phải ghi bàn với quyết tâm và nó không đủ tốt. Chúng tôi để họ có quá nhiều cơ hội và không phá vỡ đối phương. Nói chung, toàn đội không đủ tốt." Trong khi đó, nói chuyện với Sky Sports sau trận đấu, một số cầu thủ Newcastle đã nói về sự nhẹ nhõm khi trả thù thành công sau trận thua ở chung kết Carabao Cup 35 ngày trước đó. Trung vệ Dan Burn chia sẻ: "Đã từ lâu, chúng tôi luôn ghét cay ghét đắng Manchester United. Thậm chí mùa này chúng tôi còn mắc nợ họ nữa. Vì vậy thật tuyệt khi có được chiến thắng ngày hôm nay. Là một người hâm mộ Newcastle, chúng tôi rất muốn giành chiến thắng. Trong nhiều mùa giải chúng tôi chỉ muốn đánh bại và đánh bại Manchester United, không điều gì khác." Bên cạnh đó, Joe Willock nói thêm: "Tôi cảm thấy như chúng tôi mắc nợ họ sau trận chung kết cúp quốc gia. Chúng tôi không xem nhẹ điều đó, nên toàn đội ra sân và kiên định với kế hoạch thi đấu của mình. Đó là 3 điểm quan trọng trong cuộc đua này. Thua một trận chung kết cúp quốc gia, đau đớn lắm các anh biết không. Vì vậy, chúng tôi đã trút sự tức giận đó vào trận đấu ngày hôm nay. Tôi thậm chí có thể ghi nhiều bàn hơn và đã rất thất vọng khi không ghi được bàn thắng." Ngay cả huấn luyện viên Erik Ten Hag sau đó cũng có thể cảm nhận được mong muốn trả thù của Newcastle. Ông kết lại: "Tôi thấy ở họ khát khao đó, họ muốn trả thù và họ đã làm được. Nhưng có lẽ chúng tôi phải bỏ nó lại phía sau. Đó là một trở ngại và toàn đội hình cần rút ra bài học về đam mê và khát khao từ trận thua này." Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chắc chắn người đó nên nằm trong biên chế của Newcastle. Nhưng nếu phải chỉ ra người tệ nhất, đó có lẽ là hầu hết các ngôi sao bên phía Man United, trừ David De Gea
và Bruno Fernandes. Đặc biệt, những màn trình diễn của Scott McTominay hay Jadon Sancho đã khiến cho người hâm mộ Quỷ Đỏ cảm thấy uất nghẹn và không thể nói thành lời. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu này. Thứ nhất, Man United không sai đấu pháp chiến thuật, họ đơn giản là đã thua. Việc thiếu vắng hai tiền vệ quan trọng nhất đã khiến huấn luyện viên Erik ten Hag biến thành Ole Gunnar Solskjaer khi McTominay và Sabitzer bị đối phương quay như trong chóng. Tuyến giữa mất dẫn đến khu vực trung lộ hở toang toác và Newcastle cứ thế mà tấn công liên hồi. Tuy nhiên quả đúng là Man United không sai về đấu pháp, vì với những con người như vậy thì chẳng có chiến thuật nào mà gò nổi, chỉ là họ đã thua toàn diện. Có những thời điểm Bruno Fernandes, phải là rất nhiều thời điểm Bruno Fernandes phải lui về tham gia phòng ngự. Tần suất và cường độ hoạt động của anh không thể giúp Man United vì một cánh én khó làm nên mùa xuân. Các cơ hội do cầu thủ này đặt vào chân đồng đội cũng không thành bàn, nó nằm ở tỷ lệ thành công và thật đen đủi khi hôm nay tỷ lệ đó nằm nhiều về hướng thất bại. Với nhân sự thiếu cân bằng như vậy, rõ ràng cửa thắng của Man United là không có về mặt lý thuyết. Tất nhiên, nếu hôm qua họ có được 3 điểm trên Newcastle thì đó phải là bất ngờ, mặc dù chẳng có bất ngờ nào xảy ra tại St. James Park. Chính vì thế, thất bại này đối với thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag mà nói là xứng đáng hoàn toàn về mặt tổng thể, không có gì phải bàn cãi hay là thắc mắc. Thứ hai, Scott McTominay và Sancho nên ra đi càng sớm càng tốt. Xét về trình độ, có thể nói McTominay không đủ tốt để chơi cho một đội bóng lớn cạnh tranh danh hiệu. Trong khi đó, Sancho là một điều nhức nhối trong lòng người hâm mộ Quỷ Đỏ bởi anh thi đấu quá thiếu nhiệt huyết. Sự hời hợt mà cầu thủ này tạo ra bên hành lang cánh quá dễ để nhìn nhận bằng mắt thường và rất rất khó để thay đổi động lực khi bạn không đủ thể lực để theo kịp tốc độ của trận đấu. McTominay nổi tiếng với sự lực điền thì nay cũng không còn mạnh mẽ, rồi khả năng di chuyển thiếu linh hoạt và gần như là vô dụng trên sân. Do đó cặp đôi này nên rời đi sớm để tốt cho các bên. Thậm chí Marcel Sabitzer có lẽ cũng không nên ở lại sau mùa này, khi anh tiếp tục tỏ ra lạc lõng ở khu vực giữa sân và không hiểu ý các đồng đội ở những đường truyền mang tính quyết định. Tất nhiên cũng phải nói rằng Man United hơi đen khi mất cặp Casemiro Eriksen theo cái cách khó chịu, và điều này khiến cho họ đánh rơi phong độ vốn có. Nhưng một đội bóng lớn là một đội bóng phải biết vượt qua thử thách, và nếu Man United không thể thì họ đương nhiên là không xứng đáng. Và nếu phải chỉ ra các gương mặt chơi tệ, rõ ràng là không thể thiếu McTominay hay Sancho, rồi cả Marcel Sabitzer. Thứ ba, Lisandro Martinez là điểm sáng hiếm hoi. Đúng là David De Gea cản phá được nhiều pha nguy hiểm, nhưng điều này diễn ra quá nhiều năm nay nên nó chẳng có gì phải bàn cãi. Trong khi đó, Lisandro Martinez thực sự đã để lại ấn tượng với khả năng xử lý quả bóng vô cùng đẳng cấp của mình. Hình ảnh này cho thấy tư thế đứng của anh giúp việc chuyền bóng trở nên chủ động, và đó là lý do vì sao đối phương không bao giờ có thể cướp bóng sau một pha gây áp lực tầm cao. Chi tiết hơn, nếu đối phương áp sát bên chân phải theo hướng vào trung lộ, Martinez sẽ dễ dàng đưa bóng cho Bruno Fernandes phía ngoài cánh trái. Còn nếu đối phương áp sát vào chân trái đang kiểm soát bóng, chắc chắn Martinez sẽ có một tình huống ngoặt lên trên như anh vẫn thường làm trong khi thi đấu. Chính vì thế có thể nói rằng tư thế đứng khi kiểm soát bóng là cực kỳ quan trọng, và đó là thói quen của từng cầu thủ. Virgil van Dijk cũng là một cầu thủ thường đứng quay ngang khi kiểm soát bóng, vì điều này giúp anh tạo ra các hướng chuyền tốt hơn nếu đứng theo chiều dọc sân. Do vậy, việc khẳng định Lisandro Martinez là một trung vệ xuất sắc không phải khiên cưỡng, và chắc chắn anh còn tốt hơn nhiều khi mà hệ thống chiến thuật của Man United tối ưu hơn nữa. Tiếc rằng, giờ chưa phải là lúc để chúng ta nhìn thấy đẳng cấp thực sự của gã đồ tể người Argentina. Thứ tư, Wout Weghorst là vấn đề nhỏ của Man United. Khi thất bại thì tốt nhất bạn nên im lặng, nhưng trong hoàn cảnh này thì không. Phải thừa nhận là sau Romelu Lukaku và Timo Werner, có lẽ Bobo là cầu thủ gỗ nhất của giải Ngoại hạng Anh. Khái niệm gỗ ở đây không chỉ nằm ở khía cạnh dứt điểm,
anh còn gỗ ở các tình huống cần sự tinh tế trong các pha bóng chuyển trạng thái. Tất nhiên là thật khó để moi móc hết các khoảnh khắc kiểu như thế này, nhưng nói chung thì Bobo không đủ tầm để đá cho Man United. Rất may, vấn đề này sẽ được giải quyết vào mùa hè khi họ có thể đi chợ mua sắm. Nếu sở hữu một cầu thủ nhanh và quái như là Victor Osimhen của Napoli, thì chắc hôm nay Newcastle đã ăn vài bàn thua ở những phút đầu. Nhưng nói như vậy không phải là để trách móc Bobo, vì tiền ít thì đành xài đồ ôi thiêu. Nếu có trách thì phải trách Man United đã không đủ tiền mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Thứ năm, Man United vẫn là ứng viên cho một suất dự Champions League chính ngạch. Tạm thời bỏ qua tiểu ngạch Europa League, chúng ta đều có thể tin rằng cuộc đua cho hai tấm vé còn lại trong nhóm 4 đội dẫn đầu Premier League mùa này dành riêng cho 3 đội Tottenham, Man United và Newcastle. Nếu nhìn vào lịch thi đấu, rõ ràng bạn sẽ hiểu là Man United có lợi thế nhất định, thậm chí họ hiện vẫn đang nằm trong top 4 chứ chưa phải xa rời khu vực này. Tuy nhiên, lợi thế về mặt lý thuyết là điều khó tin tưởng vì thực tế đôi khi không giống những gì chúng ta nghĩ. Man United cần sốc lại tinh thần để đá hai trận quan trọng sắp tới gặp Brentford và Everton. Nếu thắng, cơ hội sẽ vẫn rộng mở với họ. Nhưng nếu mất điểm, thì chắc chắn bầu không khí tại Old Trafford sẽ trở nên u ám. Thua hôm nay thì cũng thua rồi. Rất mong quý khán giả tiếp tục yêu thương các cầu thủ và đồng hành cùng với họ trong những chặng đường sắp tới. Có thể đổi vợ hay bỏ đạo, nhưng không bỏ được đội bóng yêu thích, phải không quý vị? Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.